Chào các bác, tôi đang có mặt tại trường tiểu học Thụy Việt, huyện Đại Vĩnh, tỉnh Thái Bình. Tôi cùng các bác sẽ tham quan ngôi trường này. Ngôi trường mà mới được VTV đưa tin trên chuyên mục việc thực tế. Đây các bác nhìn thấy khung cảnh xung quanh trường chưa? Rất nhiều cây xanh. Đây thực sự là môi trường rất là tốt cho các em học sinh học tập và vui chơi. Trường rất nhỏ thôi, nhưng các bác nhìn nhỉ. Đây chính là những viên sỏi để chơi những trò chơi dân gian. Mình thử mở ra một tấm này, mà đây trò chơi gì nhé. Đây là trò chơi mình cũng không nhớ là chơi gì, mình chỉ nhớ là chơi như thế này. Mình chỉ nhớ nó chơi trò này gần như là trò con gái. Các bác biết tên trò gì thì comment nhá. Thử một tấm khác nào. Vẫn chờ đấy. Để tôi một tấm khác. Các bạn nhìn thấy trò gì chưa? Khó quá, tôi còn một tay không thể nào mà mở ra được. Vâng, đây chính là trò chơi ôn quan. Bây giờ tôi cất vào. Bây giờ tôi cho bác xem cái này. Một cái ở đây. Chào mừng các bạn đến với Thư viện Xanh. Đây là một mô hình giáo dục rất là hay của trường tiểu học Thụy Việt. Và đây là một cái đặc sắc riêng có của trường tiểu học Thụy Việt. Và đây là một khu mà xây dựng nên để mở một cái thư viện xanh cho các em học sinh vào trường này đọc sách. Đây các bác nhìn thấy trồng rất là nhiều cây cối, rất là mát. Này, ghế đá được trang trí bày biện khắp nơi này. Một môi trường rất là thú vị, môi trường này rất là thú vị cho các em. Và như đây các bạn có thể thấy nhà trường dựng hẳn một cái lán. Theo như tôi được biết thì thầy hiệu trưởng bảo rằng sau khi mà xây dựng cái ý tưởng thư viện xanh này và nó phát huy được tác dụng là nhà trường xây luôn một cái lán này, bất kể trời nắng hay trời mưa các em đều có thể đọc sách ở trong này được. Rất đẹp đúng không ạ, sạch sẽ, trang trí rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đến với tủ sách. Thì ở ngoài trường ở đây chúng ta đã được nhìn một cái tủ sách rồi. Ở trong này, trong thư viện xanh này thì có hai cái tủ sách nữa. Thì sách ở đây thì là một phần nhà trường đặt vào, và một phần nữa là nhà trường kêu gọi các em có sách, có tác phẩm truyện, tạp chí, sách báo gì liên quan đến tuổi thơ mà các em đọc xong rồi thì các em mang lên đây đóng góp. Đấy, đây là tủ sách chia sẻ cùng các bạn cùng đọc với nhau. Và giao cho một hoặc hai em học sinh tự quản lý cái chỗ sách này. Đấy, rất là hay đúng không? Trong này rất là đẹp.
chắc hẳn là các bác đã cùng từng được xem video mà các em học sinh của trường Đại học Thụy Việt này múa chèo, học hát chèo. Và ngoài bên cạnh việc phát huy những cái giá trị văn hóa dân gian, những cái trò chơi dân gian, thì ở trường Đại học Thụy Việt còn có phát huy cho cái tinh thần mà đọc sách của các em nữa. Bên cạnh đó, không gian của trường còn có rất nhiều những cái biển như thế này, với những nội dung, những kiến thức về những danh lam thắng cảnh của Việt Nam, về những con người vĩ nhân của Việt Nam mình, như phố cổ Hội An này, quần thể di tích cố đô Huế. Đền Trần Thái Bình. Con bé này cũng múa chèo.
không?